Thank you.
We come to
to thank God, to ask God for blessing. That is why you are here. So, the first important thing that I want to share today to Donovan and me is that Jesus, the more you keep God's commandment, and you will try your best to be faithful with one man, one husband, one wife, one woman. One more point. You know, God created Adam and Eve. The story of God creation of Adam and Eve from, you know, God created Eve from one part of Adam. Holy family.
Má,
come today because it's like two events today, the wedding and the party planning, tea ceremony. Yeah, this one, we will not choose tea ceremony. Hello. Okay, đây là bài chia điểm video toàn cái ai? Nó này không phải đi đâu. Who gave you? You cannot drink somebody else's drink. Okay. I was. Your son and your new daughter, please, and can you can say something to him today, especially for his Mr. Philip. I love you. You're just my one. Just like my daughter. I'm so proud of you and my daughter. I love you both. Thank you. I'm so glad. I love you. Thank you very much. Đây là ba của chú rể vừa có đôi lời nói chuyện với con trai của mình và người con mới nhất, người con. Ba của Donald là ba và mẹ, Dad, Mom and Dad. Not Mr. and Mrs. anymore. And today, Daniel still call Mr. Lee and Mrs. Lee is mom and dad. Now, Mr. Lee, you have some good to say to your... Oh, thank you everyone. Ba đến tụi con rất nhiều. Và mẹ chúc mừng cho tụi con. Và hôm nay là chính thức ban nhân và ban đầu là để làm mừng thành công mới trong một thành viên mới trong gia đình. Ok. And now I will brand new mom and dad. This is to represent that today is appreciate what you do for them. Yeah. And Nikki will invite Mr. Philip and bà cầu chúc cho tụi con hạnh phúc cùng chiều nhau trên cái bước đường sắp tới, nó nhiều trong gai lắm. Và ba cũng có một cái chút quà nhỏ nhỏ thôi, làm cái hành trang nhỏ để cho tụi con. Tôi nhận thấy là phong bao đỏ tuy là